Xin chào mọi người, mình là Tố Tố của lớp Quốc Việt và Duy Anh. Hôm nay mình xin làm video tiếng Anh về một ca bệnh và tình huống giả định và cách xử trí cho ca bệnh đó. Trước khi vào bài tiếng Anh, mình xin trình bày trước bằng tiếng Việt. Bệnh nhân B có tiền sử bị nhồi máu cơ tim và đã làm phẫu thuật bắt đầu. Ông này nhập viện trong tình trạng là khó thở cấp, không đau ngực, đổ mồ hôi nhiều. Và bệnh nhân này đã được thở oxy trước khi đến nhập viện. Khi mà đến nhập viện, bệnh nhân này huyết áp đo được là 120/88 mmHg. Khi nghe tim phổi thì không có âm phổi, nhưng có đàn ẩm hẹn ở đáy phổi. Ông này được tiêm một viên và furosemide để dự phòng phù phổi cấp và được đo điện tâm đồ sau đó. Thì sau khi nhận được kết quả đưa điện tâm đồ thì chúng ta mới tiếp tục triển khai những phút xử trí tiếp theo. Vâng, đó là phần tóm tắt về nội dung mình sắp nói, và sau đây sẽ là phần trình bày bằng tiếng Anh của mình. Patient P has a history of myocardial infections followed by the coronary bypass surgery. He woke up suddenly in the night with acute breathlessness. He arrived in the hospital very breathless, despite the paramedics having given him oxygen therapy on arrival. His strength and sweat, and he said he thought that he was going to die, but he is not in pain. You decide he needs immediate help, so you check his blood pressure, and the blood pressure is 120/88 mmHg. And on occasions, you cannot hear any murmurs in his dying. Inspiratory repetitions at the lung basis. You give him an intravenous opiate and furosemide for pulmonary edema and request an immediate ECG. The plan to refill him and then complete the examination as soon as the ECG available. Mình vừa trình bày xong cái ca bệnh của mình bằng tiếng Anh. Thì tại vì đây là lần đầu tiên mình làm video bằng tiếng Anh, thì không tránh khỏi những sai sót. Ước mong một sự đóng góp của các bạn.